tao mới là giỏi nhất. Anh mày làm gì mà giỏi nhất nha, anh tao hát hay như idol rách luôn. Ui giời, thế anh mày có được làm idol top top như anh tao không? Anh tao á là hoàng vali đấy. Ờ, nhưng mà anh tao hơi bị cao to đấy, anh tao cao 2m6 luôn. Nhưng mà anh tao cao tận 1m8 cơ, anh tao còn biết võ. Nhưng mà anh mày vẫn không bằng anh tao. Có mà anh mày không bằng anh tao ấy. Mày có giỏi thì mày gọi anh mày ra solo với anh tao đi. Ok, thì sáng mai 4 giờ có mặt ở đây. Tao về tao mách anh tao. Anh Bách ơi, có được một solo với anh. Hả? Đứa nào? Anh trai thằng Nhật ý, nó còn bảo là chấp cả anh luôn. À, thằng này được quá nhở. Thế mày đã bảo với nó là tao cao 1m6 chưa? Em bảo rồi, nhưng mà thằng Nhật ấy, nó bảo anh nó cao 1m8 mà còn biết võ nữa cơ. Thế à? Thế thôi, chuyện này anh nghĩ là anh em mình không nên động tay động chân. Anh thì anh chả sợ gì đâu, căn bản là anh không thích. Hay là mình chỉ dọa đã thôi, anh ăn bằng ngầu vào một tí, xong là vẽ mấy hình xăm giống giang hồ ấy. Kiểu gì chúng nó chả phải thốt lên là đêm. Cái gì? Nhìn tao như này mà phải vẽ hình xăm á? Đi xăm luôn chứ sợ gì? Còn mẹ thì sao? Ờ thôi, kiểu vẽ không được. Nhanh cái tay lên xem nào, nhanh lên, không mẹ về mẹ thấy bây giờ. Thì cũng phải từ từ chứ. Thế mai hẹn chúng nó mấy giờ? 4 giờ sáng mai. Được rồi, chúng tao thế nào rồi? Được. Nhìn anh thế này á, chán đứt tầm hoàng vali. Nhưng mà tí nữa anh phải nói giọng hùng hổ vào thì nó mới sợ. Mà tí có gì em nhắc anh nhá. Ừ, nhưng mà mày ghi hết vào giấy đi, không quên. Em ghi rồi, kiểu này á, anh em mình thắng chắc rồi. Đứa nào dám thách đấu với tao? Ủa, sao nó to thế kia? Em làm sao mới biết được, nhưng mà nhìn nó trắng như kia chắc chỉ là công tử bò thôi. Là đứa nào? Là tao đây, làm sao? Tao là Bách, đại ca của xóm này. Tao là Bách, đại ca của xóm này. Ôi chữ xấu quá không đọc được. Ôi rồi chữ xấu quá. Mày nói cái gì đây? Nhưng mẹ không đọc được. Chữ mày viết mày không đọc được. Thôi, ai có hình hình xăm đi là nó sợ. Sao rồi em, nhìn gì chưa? Thấy gì chưa? Sợ chưa? Sao? Con bà Mai với con bà Mây làm gì kia nhỉ? Về bảo mẹ chúng nó mới được. Đừng nói nhiều, tiếp chiêu đi. Mấy đứa kia, sao chúng mày không ngủ đi em gì hả? Con cái nhà suốt ngày đi chơi. Later. Bọn mình quay lại sao chúng nó chạy chưa? Chúng nó chạy rồi là bọn mình thắng. Ôi. Nhìn anh thằng Nhật vẫn đứng im mà không chạy kìa anh kìa. Đúng không có danh hoàng vali. Thôi, anh em mình ra xin lỗi nó là làm hòa đi. Ừ, dĩ hòa vi quý. Ê bạn ơi. Ôi là được rồi. Tao sợ quá được cơ lắm rồi rồi. Hãy cho tôi xin một vé không hai. Mà dẫu hôm nay ga đông đường dài, tần cho tôi xin được trở về tuổi thơ, ngây ngô với bao mộng mơ. 1, 2, 3. Mấy đứa kia, sao chúng mày không đi làm gì hả? Cả nhà thôi, không cần quay trở lại, chỉ cần cho tôi được trở về ngày xưa, dòng trời đang ngày mưa.